Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương sinh năm 1966, chỗ ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng đến Tòa án Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố các bị can có liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6108D, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, các đối tượng đã cùng nhau nhận tiền từ các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền hối lộ thu được là hơn 100 triệu đồng. Các đối tượng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích trước mắt nên vẫn làm. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, lực lượng công an đã tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6108D. Đầu tháng 3 năm 2023, các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6108D lần lượt bị khởi tố. Rạng sáng hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trên tuyến sông Danh, phát hiện một tàu khai thác cát trái phép. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Hải Long và Hồ Thị Kiều điều khiển một tàu sắt đang khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang tàu đã khai thác được khoảng 15 mét khối cát lòng sông. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác trên theo yêu cầu của tổ công tác. Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh lớp 10 tử vong. Nạn nhân là em Trần Thế Anh, 16 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Trước đó vào chiều tối ngày 24 tháng 6, người thân của gia đình em Trần Thế Anh đi ra vườn cà phê của gia đình thì phát hiện em Thế Anh đang nổi dưới hồ nước tưới tiêu tự múc sâu khoảng 3 mét của gia đình, trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước và thân mình nổi lên. Thấy vậy, người nhà nhảy xuống hồ vớt Thế Anh lên bờ và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định vào chiều ngày 24 tháng 6, em Thế Anh đi ra hồ nước chơi. Trong lúc đứng trên mép bạt hồ nước thì không may bị trượt chân ngã xuống nước. Do mực nước tại ao chứa nước cao khoảng 3 mét, em Thế Anh lại không biết bơi nên đã bị đuối nước tử vong. Chị Ninh Thị Chất, chú xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã đến công an xã để gửi trả số tiền 72 triệu đồng mà một người khác vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Theo đó, vào ngày 20 tháng 4, chị Chất nhận được thông báo có 72 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của chị nhưng không để ý. Hơn một tháng sau, chị Chất mới xác định đây là khoản tiền do người lạ chuyển tới nên đã đến công an xã Tà Nung để trình báo. Qua xác minh, người chuyển khoản nhầm là chị Đào Thị Dung, chú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điều bất ngờ là đến khi được cơ quan công an thông báo, chị Dung mới phát hiện sơ suất của mình. Sau khi nhận lại đầy đủ 72 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm, chị Đào Thị Dung đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị Ninh Thị Chất và lực lượng công an xã Tà Nung đã hỗ trợ chị nhận lại số tiền trên. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 7 tới đây, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với cả nước, trong những ngày này, Công an tỉnh Tuyên Quang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 1 tháng 7 với tinh thần nỗ lực quyết tâm cao nhất, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ở
Ông Trần Đăng Vinh hiện đang là bảo vệ tổ dân phố 1, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Dù sắp bước qua tuổi 70, nhưng ông vẫn nhiệt tình với các hoạt động ở địa phương, tích cực tham gia hoạt động của tổ hòa giải và trực tiếp cảm hóa giáo dục nhiều trường hợp có tiền án tiền sự, giúp họ từ bỏ thói hư tật xấu, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Được bà con nhân dân quý mến tín nhiệm, ông Vinh tiếp tục được chọn lựa vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ông rất phấn khởi khi cùng các thành viên được tập huấn nghiệp vụ và trang bị các công cụ hỗ trợ, trang phục, giấy chứng nhận cũng như phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ cùng lực lượng công an phường giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Thì bản thân tôi cũng sẽ hết sức là phấn khởi và tôi cũng sẽ tiếp tục là bố trí sắp xếp công việc của gia đình cho làm sao cho nó phù hợp, khoa học để tức là mình có thể tham gia cùng với cái tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được nhiều thời gian quan tâm tới nhiều các cái vấn đề ở trong cụm khu dân cư để làm sao tức là giáo dục tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở trong cụm khu dân cư của mình là tuân thủ theo cái pháp luật và xây dựng cụm khu dân cư trong sạch vững mạnh về mọi. Tôi cho là đây là cái lực lượng là một cái lượng trước hết là lòng cốt tại cơ sở và là một cái lực lượng tuyên truyền ngay tại cơ sở những cái công tác về an ninh trật tự và công tác không gây mất trật tự ở tại cơ sở. Đây là một cái lực lượng nắm bắt kịp thời và giải quyết những tình huống nóng xảy ra ngay tại cơ sở bất kể giờ giấc nào. Tuyên Quang là tỉnh miền núi với hơn 50% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lực lượng công an xã bán chuyên trách ở mỗi địa phương chính là những người hiểu sâu sắc về phong tục tập quán của đồng bào. Cùng lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không để phát sinh phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Theo dự kiến, toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ lập 1.731 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 5.193 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động ra soát, tham mưu đề xuất, mua sắm phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục, bố trí nơi làm việc cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho lễ ra mắt, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm của toàn tỉnh, huy động và huấn luyện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, diễn tập thực binh các tình huống, diễu hành, biểu dương lực lượng. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an phường là cơ quan thường trực đầu mối giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lựa chọn về nhân sự, tuyển chọn về con người để thành lập cái tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Làm sao cái tổ này hoạt động là phải hiệu lực, hiệu quả và có chất lượng, tinh gọn lại bộ máy hoạt động ở cơ sở. Cái thứ hai nữa là nhờ cái bộ máy này ra đời tới đây sẽ làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chúng tôi là huy động anh em làm việc không có ngày nghỉ, kể cả thứ bảy chủ nhật cũng tập trung để làm việc, làm sao mà có cái buổi ra mắt cũng như các cái hoạt động sau này của lực lượng an ninh trật tự đảm bảo và đạt được cái hiệu quả. Theo kế hoạch, sáng ngày 1 tháng 7, toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 7 huyện, thành phố. Thời điểm này, lực lượng công an các cấp đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để buổi lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thực sự là sự kiện biểu dương lực lượng mạnh mẽ, đồng thời sớm ổn định tổ chức của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để đi vào hoạt động một cách hiệu quả. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Israel mong muốn chấm dứt căng thẳng với lực lượng Hezbollah ở Liban bằng biện pháp ngoại giao. Đây là khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zaki Hanegbi đưa ra mới đây. Theo ông Hanegbi, Israel đã và đang thảo luận với giới chức Mỹ về khả năng đạt được một sự dàn xếp với Hezbollah sau khi kết thúc giai đoạn giao tranh căng thẳng ở dải Gaza. Quan chức này khẳng định Israel ưu tiên các biện pháp ngoại giao, song có thể sử dụng các biện pháp khác nếu phương thức ngoại giao không phát huy hiệu quả. Căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban đã leo thang kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Hezbollah phóng nhiều tên lửa về phía Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Liban. Mỹ và nhiều nước đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng ở khu vực.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết việc đóng cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza đã khiến ít nhất 2.000 bệnh nhân không thể sơ tán. WHO kêu gọi ngay lập tức mở lại cửa khẩu này cũng như các tuyến đường khác vào Gaza. Theo WHO, trước khi cửa khẩu Rafah bị đóng cửa, mỗi ngày có khoảng 50 bệnh nhân nguy kịch rời khỏi Gaza. Điều này có nghĩa kể từ ngày 7 tháng 5 đến nay, ít nhất 2.000 bệnh nhân đã không thể rời Gaza để được chăm sóc y tế. Ngoài ra, ít nhất 10.000 người cũng cần phải sơ tán khỏi Gaza. Đây là con số ước tính thấp hơn thực tế về số người cần được chăm sóc đặc biệt do chấn thương chiến tranh cũng như các bệnh mãn tính. Cửa khẩu Rafah là tuyến đường chính để sơ tán người dân cũng như viện trợ nhân đạo kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát vào hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, cửa khẩu này đã bị đóng cửa khi Israel tiến hành chiến dịch ở rìa phía nam của dải Gaza từ tháng 5 vừa qua. Gần 6 tháng sau thảm họa động đất kinh hoàng trên bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa hồi đầu năm nay, bên cạnh những nỗ lực khắc phục hậu quả, tái thiết các khu vực bị thiệt hại, ngày hôm qua, Sở Cảnh sát thành phố Oajima đã tiến hành diễn tập huấn luyện nhằm giúp các sĩ quan cảnh sát nâng cao kiến thức và cách thức sử dụng thiết bị chuyên dụng ứng phó với những trận động đất có thể xảy ra trong tương lai. Khóa huấn luyện được tiến hành với giả định xảy ra một trận động đất có cường độ từ cấp 5 trở lên, tâm chấn nằm ở khu vực ngoài khơi bán đảo Noto, gây mất điện và khiến cây cối gãy đổ. Các sĩ quan được huấn luyện cách sử dụng máy phát điện, khôi phục tín hiệu đèn giao thông, cách dọn dẹp đường xá. Ngoài ra, họ cũng được học kỹ năng sử dụng xuồng cứu sinh trong trường hợp xảy ra lũ lụt do mưa lớn. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến ngày 1 tháng 7 tới sẽ đến thăm và làm việc với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở Noto. Mục đích chuyến đi nhằm tìm hiểu sâu hơn những vấn đề mà người dân và chính quyền các địa phương phải đối mặt, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ phục hồi và tái thiết phù hợp hơn trong tương lai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo sẽ mở rộng chính sách miễn thị thực với công dân New Zealand, Australia và Ba Lan. Và theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, công dân của các quốc gia trên có hộ chiếu phổ thông sẽ được phép nhập cảnh và lưu trú miễn thị thực tại Trung Quốc trong thời gian tối đa 15 ngày đối với các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm người thân và bạn bè, cũng như quá cảnh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ở chiều ngược lại, Bắc Kinh hy vọng các quốc gia trên có thể cung cấp cho công dân nước này nhiều điều kiện thị thực thuận lợi hơn. Trước đó, hôm 24 tháng 6, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cùng 4 cơ quan chính phủ khác đã ban hành thông tư về việc mở rộng chính sách quá cảnh miễn thị thực để bao gồm nhiều quốc gia hơn và tăng các chuyến bay đến từ các quốc gia có nguồn hành khách lớn để tối ưu hóa các biện pháp xuất nhập cảnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa du khách quốc tế, Trung Quốc sẽ tung ra thêm các sản phẩm và dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển chất lượng cao, cũng như thúc đẩy việc chấp nhận thẻ ngân hàng nước ngoài ở nhiều địa điểm. Trong phần tiếp theo của chương trình, không để tăng giá bất hợp lý khi tăng lương. Ngăn chặn gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm tai nghe siêu nhỏ trên Google, người dùng đã lập tức tìm được hàng trăm sản phẩm có xuất xứ đa dạng, đủ loại hình dáng với giá trị từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu đồng tùy loại. Và đây cũng là một trong rất nhiều thiết bị công nghệ được các đối tượng giao bán để phục vụ gian lận thi cử trong thời gian gần đây. Và thị trường này càng nóng lên khi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 chuẩn bị diễn ra. Có thể thấy gian lận thi cử ngày càng phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đã có tình trạng sử dụng AI và gian lận thi cử. Việt Nam cần phải đối phó với vấn đề này như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của ông Lê Thanh Tùng, chuyên gia công nghệ. Đến thời điểm này đã có hơn 1.070.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023. Năm nay là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, nên số thí sinh tự do cũng nhiều hơn với gần 47.000 thí sinh. Trước kỳ thi, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện nhiều đối tượng giao bán thiết bị để gian lận thi cử, như chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ chỉ như một hạt gạo đặt lọt vào trong tai.
Lần đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Có thể thấy gian lận thi cử ngày càng phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh AI tham gia sâu vào đời sống. Ở nhiều quốc gia thì đã có tình trạng sử dụng AI vào gian lận thi cử. Và ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ở Việt Nam ạ? Chúng tôi đánh giá là cái tình hình gian lận thi cử ở Việt Nam mà so với những cái thời kỳ trước ấy, nó cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tức là do các cái chương trình chính sách, do quy định của pháp luật, do các cái gọi là chính sách và tổ chức của Bộ Giáo dục thì điều cái việc gọi là gian lận thi cử nó đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên là cái việc gian lận thì nó vẫn còn tồn tại, và không chỉ ở Việt Nam đâu, ở cả trên thế giới bây giờ cũng vậy, là cái tình hình gian lận thi cử thì nó cũng gọi là xuất hiện nhiều cái hình thức theo những cái sự phát triển của công nghệ. Cho nên tuy nhiên là mặc dù đã tốt hơn rất nhiều nhưng mà cái tình hình gian lận thì nó vẫn còn, vẫn xảy ra, và chúng ta cũng vẫn phải hết sức lưu tâm cũng như có những cái phương án để ngày càng khắc phục và giảm bớt những cái tình hình này. Thì Bộ Giáo dục cần phải phối hợp với các cái bộ ban ngành chuyên môn, đối ví dụ như là về mặt điều tra gọi là thông tin kiểm soát thì với Bộ Công an, về mặt thiết bị công nghệ thì nó làm việc với Bộ Thông tin. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái tổng hợp về các cái loại hình, các cái thiết bị, các cái công nghệ mà đang được sử dụng hiện nay. Vâng, với số lượng thí sinh đông cùng với việc các đối tượng gia súc tung ra thị trường các thiết bị gian lận mới thì việc tập huấn để phát hiện thiết bị gian lận tinh vi là một nội dung quan trọng và được quan tâm nhất trong các đợt tập huấn cho cán bộ làm công tác coi thi giám sát ở các địa phương. Vậy theo ông, công tác tập huấn tập trung quan trọng yếu tố nào ạ? Chúng tôi đánh giá rằng là công tác huấn luyện tập huấn cho các thầy cô giám thị là việc rất là quan trọng, bởi vì là hiện nay là cái công nghệ nó thay đổi rất nhanh, nó theo tuần, theo tháng, và cái việc ứng dụng các công nghệ, các thiết bị, các hình thức để trong cái quá trình gian lận thi cử ấy, là nó rất nhiều cái thông tin mới mà các thầy cô thì tập trung vào chuyên môn giảng dạy, sau đó thì trong thi thì có thể không nắm được hết. Thì vậy thì ngành giáo dục sẽ cần phải phối hợp với các cái ngành, ban ngành liên quan để chúng ta có một cái bộ cơ sở dữ liệu để đào tạo đầy đủ, thì giúp cho các thầy cô một là trước khi vào thi thì cần phải có những cái hoạt động gọi là kiểm tra giám sát như thế nào, trong cái quá trình thi cử thì có những dấu hiệu nào để có thể nhận biết, và như thế thì các thầy cô sẽ dễ dàng hơn trong quá trình giám sát và chúng ta sẽ giảm thiểu được cái tình hình gian lận xảy ra. Trước sự phát triển của công nghệ, ngành giáo dục cũng cần chuyển đổi số như thế nào để thích ứng với thời đại 4.0 và phòng chống gian lận thưa ông? Công nghệ nó biến đổi rất nhanh và rất nhiều những cái công nghệ mới có thể giúp ích trong cái quá trình giáo dục, đồng nghĩa với việc là công nghệ cũng có thể gọi hỗ trợ cho những cái gian lận trong cái quá trình thi cử. Tôi ví dụ như hoàn toàn có thể chụp ảnh một cái đề bài và công cụ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho giải bài tập đấy ngay và không cần phải có suy nghĩ gì cả. Thế thì như vậy thì chúng ta một là phải đổi mới cái cách dạy và học. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ để tạo ra những cái đề thi rất là khác nhau. Thay vì việc là chúng ta làm trước đây là để làm được một đề thi rất vất vả, thì với công nghệ chúng ta có thể tạo ra rất nhiều đề thi trong một thời gian rất ngắn, thì như thế đã cũng là giảm thiểu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác, chẳng hạn như là nếu như thi trên máy tính thì chúng ta giám sát cái gọi là hành vi của người thi cử bằng công nghệ. Chúng ta có thể khóa những cái thông tin ở trên màn hình. Thì như vậy thì chúng ta cần phải ứng dụng rất nhiều công nghệ trong cái quá trình giáo dục, và chúng ta sẽ phải cải thiện được những cái cách làm cũ, chẳng hạn như nếu như chỉ thuần túy là một đề thi làm trắc nghiệm thì cái cách đấy cần phải cải tiến hơn. Rồi là chúng ta phải đa dạng hóa hình thức, chúng ta cũng phải ứng dụng rất nhiều công nghệ trong cái quá trình giám sát thi cử và đánh giá. Cái việc mà sử dụng công nghệ để đánh giá xem là thí sinh có gian lận hay không hoàn toàn áp dụng được, và một số nước trên thế giới thì cũng đã áp dụng rồi ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ. Vâng, và tiếp theo sẽ là các thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá, trong đó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường. Các bộ ngành có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng kịch bản điều hành giá và tác động tới lạm phát trước ngày 30 tháng 6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để đơn vị này có cơ sở chi trả lương hưu trợ cấp mới ngay từ ngày 1 tháng 7.
Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh tăng 15% căn cứ trên mức hưởng tháng 6. Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi áp dụng quy định mới, dự kiến sẽ có khoảng 3,3 triệu người thụ hưởng lương hưu mới. Tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo hơn 12.567 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 07/2024 quy định về hoạt động đại lý thanh toán, trong đó quy định mỗi một điểm đại lý thanh toán được giao dịch không quá 200 triệu đồng một ngày và tối đa 5 tỷ đồng một tháng. Hạn mức giao dịch của bên đại lý là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô theo thỏa thuận giữa bên giao đại lý và bên đại lý. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tiếp theo chương trình An ninh ngày mới, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ sự thành công của Việt Nam trong gần 40 năm qua. Từ một nước bị tàn phá nhiều năm, chiến tranh và bao vây cấm vận, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam với 3 nền tảng, 6 chính sách trọng tâm, 3 đột phá chiến lược cùng quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt là giữ vững ổn định chính trị, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trình bày báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong khu vực công sắp tới sẽ thực hiện 4 trong số 6 nội dung của Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương. Theo đó, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, tăng 30%. Cho nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ công chức viên chức một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý. Thứ ba là bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo Ngân hàng Nhà nước, thống kê đến cuối tháng 3, tiền tiết kiệm của dân cư được gửi vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,676 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm ngoái. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư tiếp tục chảy vào ngân hàng, bất chấp lãi suất tiền gửi thấp nhất trong suốt 20 năm qua. Thực tế này trái ngược với suy đoán của nhiều người khi cho rằng tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng sẽ được rút ra để chảy sang các kênh đầu tư khác. Đơn cử, tiền sẽ được dùng để mua vàng do giá vàng liên tiếp đạt mức đỉnh của lịch sử hay đầu tư chứng khoán khi thị trường chứng khoán khá sôi động. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, khách hàng muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng mỗi ngày phải xác thực khuôn mặt. Các ngân hàng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng quy định này. Đến nay, hơn 90% các nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số. Về thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua căn cước công dân có gắn chip, một số ngân hàng đã thu thập được lượng khách hàng lớn như Vietinbank đã có hơn 300.000 khách hàng đăng ký sinh trắc học. MB thu thập sinh trắc học cho gần 400.000 khách hàng. Vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho biết, nếu khách hàng gặp khó khăn liên quan đến app ngân hàng hay nhận diện đọc chip thẻ căn cước công dân, có thể đến các điểm giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ.